là một những cựu cầu thủ của Phương Anh. Nguy hiểm, Việt Phong. Như vậy tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Ở lần dứt điểm thứ 3 trong trận đấu này thì Việt Phong đã thành công. Mình đã chậm thôi, đừng không phải vội đâu. Tình huống chuyền ngang trước đó của đội trưởng Nguyễn Tây không đến được vị trí của Hoàng Cối. Tình huống can thiệp tình cờ của Hưng Sốp đã đến chân của Việt Phong. Và ở lần thứ 3 đối diện với khung thành của LC thì Việt Phong đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà và không có sự kết dính. Việt Phong 1-2 rất thoáng. Văn Trung, tỷ số là 2-0. Bàn thắng thứ 3 của Trung Nghệ mùa giải năm nay rất dễ dàng. Với tinh thần cao hơn trong trận đấu ngày hôm nay thì không khó hiểu khi Hiệp Hòa đã vươn lên dẫn trước cao thủ LC với tỷ số là 2-0 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phương Nhô sút bóng bên chân trái. Như vậy đã có bàn rút ngắn tỷ số và lần này thì đó là lỗi của thủ thành Công Thành bên phía Hiệp Hòa. Đang là 1-2. Một pha bóng không quá nguy hiểm nhưng Công Thành cho thấy kỹ năng cơ bản của anh. Việt Phong sút ngay. Tỷ số được nâng lên 3-1. Cú dứt điểm của Việt Phong, bóng đi đúng vào một vị trí của hậu vệ bên phía OC, đổi hướng khiến cho thủ thành Anh Ngọc hoàn toàn bó tay trong tình huống vừa rồi. Phản công cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Nguyễn Tây 3-2 rất thoáng. Trung Nghệ sút vào, tỷ số là 4-2. Bàn thắng thứ hai của Trung Nghệ trong trận đấu này. Rõ ràng khi động lực thi đấu không còn quá nhiều thì sự nỗ lực của LC cũng sẽ không còn quá cao nữa. Một tình huống mà 3-2 nhưng các cầu thủ LC về rất chậm, thậm chí là 4-2. 4 cái bóng áo đỏ và chỉ có số 1 Eco Park sẽ gặp Tuấn Sơn. Cơ hội cho LC và Thái Lem đã có bàn thắng. Thái Lem rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 nhưng công rất lớn thuộc về Khả Thơ. Lần này thì thủ thành Quang Hải đã không thể cản phá được tình huống phối hợp của Khả Thơ cũng như Thái Lem. Đội trưởng Hoàng Treo dẫn cơ. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Ocean. Một tình huống mà có vẻ như Ba Duy đã không ghi bàn và anh nhường lại quyền đó dành cho Hoàng Treo. Một pha phối hợp rất loằng ngoằng và phức tạp. Ngay từ những phút như vậy, bàn thắng này đã được ghi ở phút đầu tiên và nó cũng là bàn thua. Dứt điểm rất đơn giản và đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sau cú sút của Hữu Long thì Ba Duy là người xuyên rất kịp thời để đưa ra một cú dứt điểm rất tinh tế để hạ gục thủ môn Hải Móm. Trong tiếng vừa rồi, rõ ràng hàng phòng ngự của các thủ bên trái thi đấu rất hơ hình, không ai xuất hiện kịp thời để hỗ trợ cho Hải Móm. Và Duy Duyên rất nhanh để đưa ra một cú chích mũi vào sân. Một pha thoát đi rất hay của Ba Duy. Hoàng Treo, Hoàng Treo, đó không phải là tình huống phối hợp với Ba Duy mà Hoàng Treo đã tự quay người và dứt điểm ngay. Pha không vào sân. Với kết quả như thế này thì đương nhiên ở những trận đấu tiếp theo, tiếp tục có thêm bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Austin. Khi mà tôi còn đang chuẩn bị thì họ sẽ có lợi thế. Chúng ta có thấy lại là một thứ phối hợp và một pha xử lý rất tốt đến từ Ba Duy. 5-0. Phút thi đấu thứ 35 và 5-0. Những pha bóng quá nhanh và nguy hiểm của FC Nguyễn, FC Ocean. Hoàng Trèo đã một mình sộc thẳng vào giữa khung thành. Vào! 1-0 cho Tuấn Sơn.
Ngô Quốc Văn trong một trận đấu hiếm hoi được ra quân ở đội hình xuất phát thì anh đã phạm lỗi. Vừa rồi là một tình huống phá rào của các cầu thủ Eco Park. 2-0 là Tuấn Sơn. Rất bất ngờ. Trận đấu đang diễn ra theo một kịch bản rất... Coi! Tỷ số được rút ngắn được còn 1-2. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Thời gian của hiệp thi đấu thứ hai vẫn còn khoảng hơn 15 phút nữa cho những cơ hội của Eco Park. Quỳnh! Rất hay. Cầu thủ đã có một tình huống phát động tấn công tốt vừa rồi chính là Hưng Nghệ. Nhưng Sinh Sai La là cầu thủ đã tung ra. Một thủ sút bóng là Trương Minh Đức. Tỷ số là 3-1. Rất bất ngờ. Không thể trách được Hưng Nghệ. Hưng Nghệ không phải là một thủ môn. Một tình huống sút thẳng rất bất ngờ của Trương Minh Đức. Vào! Như tôi đã nói, đó sẽ là con dao hai lưỡi, bàn thắng thứ hai của Trương Minh Đức. Một pha bấm bóng quá chính xác của số 9 bên phía Tuấn Sơn. Tỷ số là 4-1 rồi. Và có thể nói mọi cơ hội của Eco thì thế lực kết thúc lượt thi đấu thứ hai này. Cơ hội đối mặt của Vinh Báo Đen, 5-1. Tất cả đã kết thúc với Eco Park. Bàn thắng của hôm nay. Pha chuyền bóng sai của Nam Điện. S2. Quá hay. Bàn thắng thứ hai của Minh Báo Đen. Một cú vô lê bóng sống và trận đấu đã kết thúc còn sớm hơn. Khi phút bù giờ thứ 3 còn chưa kết thúc thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số là 6-1 cho Tuấn Sơn. Và như vậy chúng ta có thể biết được cái tên xuống hạng đầu tiên. Đó chính là Eco Park. Bên sân số 2 thì trận đấu vẫn đang diễn ra. Văn Minh đang dẫn Gia Việt 2-1. Và nếu với tỷ số này, kể cả cho Gia Việt có thể gỡ hòa được Văn Minh thì cái tên phải xuống hạng thứ... Chính xác, Trần Duy. Hơn người. Khánh Diêm. Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Gia Việt và người ghi bàn đó là Tuấn Đông Tâm. Một bàn thắng rất quan trọng của các cầu thủ Gia Việt. Tuấn Đồng Tâm. Một cú dứt điểm không căng nhưng nó đủ để trung tám. Rất nhanh, cơ hội dành cho cầu thủ Văn Minh. Văn Lê. Chính xác để bắt và là có bàn thắng dành cho cầu thủ Văn Minh. Một bàn thắng thực sự đẳng cấp. Một pha đánh đầu chéo góc và đã mang về bàn cân bằng tỷ số. Văn Lê đã cho thấy đẳng cấp của mình. Một cú đánh đầu có thể nói là rất khó tin. Một pha bóng rất khó tin. Hưng Esle với chiều cao tuyệt vời. Nhưng Hoàn Lé vẫn... Tập ca ca! Tập ca ca rất hay! Qua kiểu liễu và tập ca ca! Thiên thần, thực sự đó là thiên thần của cầu thủ Văn Minh. Tập ca ca đúng là một thiên thần và là người mang đến sự may mắn. Các khán giả cũng đã phải đứng dậy để dành cho Tâm Ca Ca những tràng pháo tay. Sự xúc động của Tâm Ca Ca. Những giọt nước mắt hạnh phúc, một tình huống bóng mà anh đã đi qua cả Hưng EC. Xuân Muller. Rất nguy hiểm và đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Moby. Một quả đá phạt và đã có bàn thắng dành cho Moby và nhờ công của Xuân Muller. Một tình huống sai lầm đến từ hàng phòng ngự của cầu thủ DTS có thể nói là như vậy. Chúng ta sẽ chờ đợi xem lại để cùng thể xem lỗi đã thuộc về ai. Bóng đã đổi hướng và đánh bại Phan Doãn Thái Thành Đạt. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại. Bóng đi rất nhanh.
sau khi vừa vào sân thì sân bóng đã ghi bàn cho các cầu thủ du lịch. Jacob đã đặt sân bóng vào trong một tình thế không thể không ghi bàn. Chỉ còn cầu môn trống và căng ngang quá chất lượng. Còn vẫn còn 2-0 cho du lịch. Người ghi bàn đó là Tiến Edu. Một pha cắt bóng chính xác của Thắng Cóc. Cả hai bàn thắng của cao thủ du lịch cho đến thời điểm này đều được ghi hết sức dễ dàng. Bàn thắng mở tỷ số được ghi do công của Sơn Móm. Và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vừa rồi là của Tiến Edu. Duy Cốp căng ngang. Như vậy là 3-0. Pha kiến tạo thứ hai của Duy Cốp. Lần này thì anh kiến tạo cho Đức Chris. Một vẻ mặt bình thản của ông anh Tiệu. Pha ghi bàn không thể dễ dàng hơn. Rất giống với bàn thắng đầu tiên. Duy Cốp lại một lần nữa đưa đồng đội vào thế không thể không ghi bàn. Duy Cốp đã chuyển bóng rất hay. Không thể khác được. Những pha phối hợp như đá tập của du lịch. 4-0. Dù cho trận đấu còn khoảng hơn 10 phút nữa mới kết thúc, nhưng với cách biệt 4 bàn thắng đến lúc này thì cực khó để có thể cho Việt Vận Đông nghĩ tới một kết quả hòa. Cơ hội dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn cho con 4-4. Cầu thủ ghi bàn đó chính là Bùi Văn Hưng. Và căng ngang trước đó của Chu Văn Kiên, bóng đi vào đúng vị trí của Tốn Say. Bất ngờ đó kết thúc thì ngôi vị số 1 sẽ là của du lịch. Số 2 sẽ thuộc về Moby. Quá dễ dàng. 5-1. Vẫn là Duy Cốp rất hay. Đáy biên. Đã có bàn thắng thứ 6 cho các cầu thủ du lịch. Cầu thủ vừa vào sân đó là Đinh Công Hảo. Bàn thắng đầu tiên của Công Hảo mùa giải năm nay. Có thể đã ăn mừng được rồi. Pha kiến tạo của Thành Messi. Trước đó là một tình huống về gầm rất hay của Duy Cốp. Và sút bóng quá hay của Giang Lào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-6. Dù để thua rất đậm nhưng có thể coi đây là một siêu phẩm. Siêu phẩm sút phạt của Giang Lào ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Một cú sút không nhìn thấy bóng đâu cả. Rất mạnh. Đi đúng vào góc cao và Huy Mô đã bó.